Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Hiện nay là trả lời một thắc mắc của bạn Thảo Đỗ. Bạn hỏi rằng cho trung bình cộng là của hai số chẵn liên tiếp 10, 17, hãy tìm hai số đó. Thì thứ nhất các bạn phải cần nhớ kiến thức về số chẵn. Số chẵn là số có số tận cùng hay là hàng đơn vị đó các bạn. Hàng đơn vị nếu là số tự nhiên 0, 2, 4, 6, 8. Ví dụ 72, đây hàng đơn vị là số 2, vậy cho thấy 72 là số chẵn. Được chưa? Tiếp theo đó là công thức liên quan về trung bình cộng. Ta muốn tìm tổng nè, ta lấy trung bình cộng nhân với số lượng số hàng. Thì đây là của hai số chẵn, vậy số lượng là 2. Được chưa? Và tiếp theo các bạn phải biết hai số chẵn liên tiếp thì cách nhau bao nhiêu à? Ví dụ nè. Ví dụ hai số chẵn nha, 2 rồi tới 4, đây là hai số chẵn liên tiếp nhau. Vậy hai số chẵn liên tiếp nhau cách nhau bởi hai đơn vị. Vậy bây giờ mình sẽ gọi x là cái số chẵn thứ nhất. Vậy x cộng 2 nè, cách nhau hai đơn vị thì ta lấy thằng này cộng thêm 2 là số chẵn thứ 2. Rồi, vậy ta sẽ có tổng của hai số chẵn này là x cộng 2 bằng trung bình cộng nhân 2, vậy là 17 nhân 2. Đây nè, tổng sẽ bằng trung bình cộng nhân với số lượng số hàng. X cộng x là 2, chữ x là 2 nhân x cộng 2 bằng, đây là 34. Đây là phép gì à? Phép cộng. Đây là số hạng và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy 2 nhân x bằng 34 trừ đi 2. 2 nhân x bằng 32. Rồi, đây là phép nhân, đây là thừa số và đây là tích. Chị muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy x bằng 16. Khi có x chính là số chẵn thứ nhất. Vậy muốn tìm số chẵn thứ hai, ta cộng thêm 2 nha các bạn. Được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.